Vậy mua tao cắt luôn hả? Bây giờ làm ăn mất. Hồi xưa bây giờ cào lại lên đầu chân làm có cái cây nổ thì cho chắc ăn. Dạ anh em ơi, tại sao gọi anh Long Tù vậy? Lập ban nhạc cái lên sân khấu gì nữa mà nói ra đó mình